Xin chào mọi người, chào mừng người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà được xây dựng độc lập, diện tích là 33 m², hướng nhà là hướng Tây Nam. Cụ thể thì nó thuộc tổ dân phố 6 phường La Khê nha mọi người. Căn nhà đấy nó rất là gần với tổ dân phố vào đây. Đây chính là cái tổ dân phố phường La Khê mà Ngọc Ánh muốn giới thiệu với mọi người. Với căn nhà này sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn, đường ngõ ô tô thông thoáng. Và với vị trí căn nhà này cách với lại khoảng tầm 50 m là ra tới trục đường chính Quang Trung, đường sắt trên cao Cát Linh ở kia mọi người nha. Và căn nhà thì nó cách với vị trí Ngọc Ánh đang đứng ở đây nó khoảng tầm 20 m. Mời mọi theo em vào cụ thể vị trí căn nhà. Và đây là căn nhà mà Ngọc Ánh muốn gửi tới quý vị với cái hướng nhà là hướng Tây Nam. Diện tích là 33 m, sổ đỏ riêng biệt với thiết kế và là 4 tầng, xây dựng độc lập duy nhất một căn, đường ngõ đi lại rất là tiện, rất là gần. Toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà thì đã được ốp đá granite và phần cửa chính thì thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa gỗ mọi người nha. Đây. Với cái vị trí căn nhà này thì gần, rất là gần với lại tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, gần với trục đường Quang Trung, cách với lại trung tâm của quận Hà Đông thì nó rất là gần, nó phạm vi khoảng bán kính khoảng tầm 2 km quay đầu, gần với lại trung tâm hành chính quận, gần với bệnh viện đa khoa Hà Đông, gần với lại cầu Trắng, gần với viện 103. Nói chung với cái căn nhà này tiện ích đầy đủ và sổ đỏ thì pháp lý quá là rõ ràng rồi. Ngoài ra đứng ở đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Với cái căn nhà này hai mặt thoáng, thoáng trước và thoáng sau quý vị nha. Tầng 1 ở đây là cái phần để xe. Phần hoàn thiện thì đã cơ bản xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay gạch lát nền kích thước gạch 60-60 với cái hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ. Đó. Và với cái căn nhà này thì hiện tại chủ nhà đang chào bán với cái giá bán là 4,1 tỷ đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Căn nhà hai mặt thoáng là như nào? Đây, quý vị có thể nhìn thực tế. Đây là cái mặt thoáng ở phía bên đằng sau của ngôi nhà nha quý vị. Một cái ô thoáng cực kỳ thoáng và rất là rộng với cái nó khoảng tầm được 1 m mọi người ạ. Bởi vì đây là một viên gạch 60 thì đây là 2/3 viên gạch nữa thì nó khoảng tầm cái không gian này khoảng tầm 1 m. Ở đây thì cái phần này quý vị có thể chế biến đồ tươi sống ở đây rất là hợp lý. Nó có một cái khoảng không ở cái không gian làm bếp. Và đây là cái không gian bếp chính của ngôi nhà. Phần hoàn thiện cơ bản đã xong hết về phần tủ bếp. Đó. Trong phòng bếp đây, tủ bếp thì thiết kế đầy đủ cho mình với cái tủ gỗ an cường chống cong vênh mối mọt, hoàn thiện xong cơ bản về cái tông màu trắng và cái tông màu nâu. Xung quanh bếp thì ốp đá granite và mặt bếp thì ốp đá đây mọi người nha, đá đen. Phụ kiện bếp đi kèm. Quan trọng là vị trí thôi, đường ngõ ô tô cách với lại đường ô tô như ngoài anh vừa đứng ấy. Từ căn nhà này cách đấy thì khoảng tầm 20 m và cách với trục đường Quang Trung khoảng tầm 50 m. Sổ đỏ thì vuông vắn quý vị nha. Đó. Ngoài cái phần tầng 1, phần để xe và cái phần phòng bếp thì ở đây còn có một phòng vệ sinh nhỏ nhắn đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng theo từng tầng. Sử dụng ở đây đó là phần tầng 1. Và ở đây thì chắc chắn là quý khách hàng sẽ hỏi là thế phòng khách ở đâu thì mời người theo em lên khám phá tầng phòng khách của ngôi nhà nhé. Trước khi lên tới phòng khách thì ở đây toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà cổ trụ đây thiết kế toàn bộ là gỗ và mặt bậc của bậc cầu thang thì là ốp đá đen trắng. Sau đây mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà, không gian phòng khách thiết kế theo kiểu gác lửng rất là hiện đại, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng ở đây, cửa sổ thông thoáng mở ra phía bên ngoài. Và giữa ngăn cách phần phòng khách và phần cầu thang thì có một cái vách lam gỗ ở đây quý vị có thể nhìn thực tế. Cũng như là kệ trang trí ở đây rất là hợp lý. Đây. 7 vách lam. Và ở đây là có những cái ô nho nhỏ này để quý vị có thể để trang trí ở đây. Rất là hợp lý. Cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này là tông màu trắng và cái màu gạch cũng vậy mọi người nhé. Cho nên là nhìn vào cái không gian nhà diện tích nó chỉ có 33 m² thôi nhưng mà nhìn cảm giác nó rất là rộng, rất là thoáng. Ngoài cái phần phòng khách thiết kế ở tầng 2 thì ở đây cầu thang lên theo kiểu giật cấp để thiết kế thêm một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Đây là không gian phòng ngủ hướng ra phía mặt ngõ. Phòng nào cũng ngập tràn ánh sáng cho quý vị, hệ thống trần thạch cao và cái căn phòng ngủ này thì đáp ứng cho mình đầy đủ cái công năng sử dụng. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Đó. Thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Đây là cái phần phòng vệ sinh ở phía tầng 2.
Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 2 thì đáp ứng cho mình đầy đủ về bồn cầu cũng như là hệ thống sen tắm này, dây chờ bình nóng lạnh. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp với một cái căn nhà diện tích tuy nhỏ nhưng mà thiết kế cái phần công năng thì đáp ứng tối đa cái nhu cầu sử dụng cho một hộ gia đình. Bởi vì sao ạ? Mời theo em lên khám phá tiếp tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế hai phòng ngủ trước sau. Mọi người ạ, đây là cái phòng ngủ phía trong tầng 3 của ngôi nhà. Đây, như quý vị nhìn thực tế, phòng nào cũng đáp ứng đầy đủ cửa sổ thông thoáng. Hướng nhà là hướng Tây Nam. Tất cả các phòng ngủ thiết kế là cửa gỗ, rất là chắc chắn. Hành lang đi giữa các tầng, giữa các phòng đều rất là rộng. Với cái phần hành lang này thì đó là khoảng tầm được 1m, 1m1 mọi người ạ. Và đây là cái phòng ngủ tiếp theo. Như vậy nên trên phía tầng 3 của ngôi nhà là đã có 3 phòng ngủ riêng rồi. Quan trọng nhất thì như ngoài ngồi chia sẻ, nó là vị trí bất động sản thôi. Còn thực tế ra để mà nói, cái nhà thiết kế hoàn thiện 4 tầng cũng như là cái diện tích ý, thì có một số cái vị trí giống như là ở Yên Nghĩa này, ở Đồng Mai này, thì cùng cái phân khúc, cái diện tích và cái chất lượng xây dựng như này thì ở đấy nó chỉ khoảng tầm 2 tỷ và 2 thì giữ một căn thôi. Nhưng mà ở đây thì nó là cái vị trí giá đất nó cao hơn cho nên là cái giá nhà nó cao hơn mọi người ạ. Và đây là cái phần phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Đây, bồn cầu liền khối, sen cây tắm nóng lạnh, lavabo đáp ứng công năng sử dụng rất là phù hợp đúng với lại cái tiêu chí sử dụng theo từng tầng. Và phần còn lại tầng 4 của ngôi nhà thì mời mọi người theo em lên khám phá tầng 4 nhé. Với tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Thêm cho quý vị một phòng riêng ở trên tầng 4. Với cái phòng này thì quý vị có thể thiết kế phòng thờ, có thể thiết kế phòng ngủ, có thể thiết kế phòng làm việc. Cái này thì tùy cái công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Đó, còn Ngọc Ánh xin nhắc lại, với cái diện tích 33m², thiết kế 4 tầng, giá chào bán hiện tại của chủ nhà là 4,1 tỷ đồng, bao toàn bộ phí thuế. Đây là phần sân phơi, phần còn lại. Tất cả những cái giá bán của em mà chào lên cho quý vị đều là giá bán của chủ đầu tư trực tiếp gửi tới khách hàng. Nhà nào thì cũng có thương lượng mọi người nhá, thương lượng giá, cho nên là mọi người cứ yên tâm là cái việc thuận mua vừa bán. Quý vị muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về những cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.